Xin chào các bác. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho bác một cặp này nhé. Nhân cái dịp mùng 2 tháng 9 em khuyến mại tiếp. Đấy, hôm qua khuyến mại mà các bác chốt lia địa. Đấy. Hôm nay thì em lên cho bác một cặp loa này nhé. Cặp này là nhiều bác thích lắm này. Đấy. Thích vì cái gì? Thứ nhất là hình thức. Thứ hai là về chất âm. Đấy. Thì chất âm nó có cái gì? Hình thức nó ra sao? Sau đây mời các bác đi vào phần chi tiết. À, vâng, đây thì giới thiệu đến các bác. Ở đây là cặp Onkyo có mã là L7FX. L7FX, vâng. Công suất là 70W, trở kháng là 4 ohm. Đấy. Cầu loa là dạng cầu kẹp. L7FX này thì được thiết kế theo kiểu là cái thành vách phía sau là vuông và phẳng so với cả cái viền ốp ngoài của cái vỏ. Đấy. Với những con khác thì nó có thể làm góc hơi nhô ra. Đấy, thì nhiều khi mình nhìn nó kiểu nó góc cạnh mình không thích. Đấy, thì một số bạn lại thích kiểu mà nó phẳng lì như này. Thì đây, con này nó được thiết kế là như vậy. Cầu loa thì là dạng cầu kẹp. Đấy. Được phân hai màu, đỏ và đen. Đỏ và đen. Để khi mình kẹp vào công suất mình cũng sẽ có biết được đâu là âm, đâu là dương. Rất dễ sử dụng. Về hình thức thì em mời các bác nhìn qua đây ạ. Loa là trang bị một cái màu phải nói là quá là ưng ý luôn. Đây, các bác ngắm nhìn tự nhiên nhá. Đấy. Nhà em thì hàng có thế nào thì em quay như vậy, không giấu giếm và cũng không che đậy nhá. Hàng bãi thì nói chung là nó cũng khó tránh khỏi được cái chuyện bụi bặm hay là sơ sát nhẹ. Cái đấy nó là sự thật rồi. Mà đấy nó gọi là đặc sản của hàng bãi rồi, không thể tránh được. Đấy. Còn để mà bảo là hàng bãi mà nó phải gọi là như hàng đập hộp, tem mác đầy đủ thì nói thật các bác là không có. Còn em cũng nghĩ rằng là các bác trước khi đi mua một bộ hàng bãi như thế này thì các bác cũng đã xác định tư tưởng rồi là mua hàng bãi kiểu gì nó cũng sẽ có một chút bụi bặm sơ sát. Đấy, đúng không ạ? Ít hay nhiều rồi. Đấy, còn với cặp này thì là ít. Đấy, và nó còn được gọi là hàng đẹp. Nếu mà so với mặt bằng chung hàng bãi thì con này còn được gọi là hàng đẹp. Đấy. Đấy, có nhìn qua này. Đấy, góc trên này hơi tí này. Đấy. Con này thì lại được trang bị cái bát là bát 13 các bác, bát 13. Màng của nó là màng carbon. Đấy, lón chảo. Đấy, màng bát là kiểu dạng hình chảo. Đấy. Và gân của con này thì lại là không phải gân thông thường mà lại là gân xếp. Đấy. Gân thông thường ở đây là gì? Gân thông thường ở đây là những con loa mà cái gân cao su nó sẽ lồi ra. Đấy, hoặc là gân vải nó lồi ra hoặc nó lõm vào. Đấy, đấy là cái gân. Nhưng con này nó là gân hai lớp. À, em xin lỗi, gân sóng và kiểu dập. Đây là một sóng này, sóng 2 này, sóng 1, sóng 2. Và sóng sau to hơn sóng trước. Đấy, thế tại sao người ta lại thiết kế cái kiểu bát như vậy mà không phải là cái gân thông thường đi? Nó phải có lý do đúng không các bác? Chắc chắn phải có lý do và phải có cái gì nó khác biệt. Đấy, thế tại sao người ta không đặt cái thông hơi ở trên này giống con X7 cùng một đề 7 xong đặt ở đây, hay là đặt ở đằng sau giống con N7 mà lại phải đặt ở dưới này? Thì nó cũng phải có cái lý do của nó đúng không ạ? Đấy. Thì đây, theo như em đọc được và tức là đọc được ở trên hãng, đấy là cái nhất. Cái thứ hai là một số bác khách hàng cũng chia sẻ rằng, chắc là các bác cũng tìm hiểu rồi, các bác chia sẻ rằng là cái cách thiết kế gân như thế này nó giúp cho con bát đánh nó có độ sâu, nghe tiếng bát nó sẽ ngọt hơn. Đấy, và bát đánh khỏe hơn. Đấy, tức là cái quang âm nó ra vào. Đấy, nó rất là rộng, tiếng đánh nó sẽ thoát tiếng, nó không bị bí. Đấy, nhiều con loa cảm giác các bác nghe cái bát nó khỏe thì khỏe thật nhưng mà cảm giác nghe nó cứ bị bí ấy. Đúng không ạ? Các bác có công nhận em đều đâu? Đấy, thì với con này nó thiết kế được tức là phóng thoáng ra, tức là cái quãng bát nó ra vào nó rất là rộng thì nó cái tiếng nó sẽ mở rộng ra thì nghe nó sẽ sướng và nó thoát tiếng. Thì mình nghe những bản bolero ấy thì nghe nó rất là vừa tai, nó vừa tầm. Đấy, hay là nghe nhạc dư mic thì nó không bị bó, tức đánh ịch ịch nhưng mà nó kiểu nó bó tiếng, nhiều con nó bó tiếng, nghe nó kiểu mệt. Nhưng con này đánh thì nó nghe thoát tiếng, cảm giác như mình nghe càng nghe nó càng phê, càng nghe nó càng sướng, nó thích. Đấy. Thì đấy là thứ nhất là đọc được, cái thứ hai là đây là do khách hàng chia sẻ nhá. Chứ bán loa này thực chất là phải lắng nghe khách hàng là chính các bạn, bởi vì các bác khách hàng bác nghe nhiều và bác cảm nhận rất là nhiều. Còn thực tế như em, tức là em ngày nào em nghe loa. Đấy, nhiều bác hỏi là em ơi, con đây có hay không, con kia có hay không. Nói thật các bác là ngày nào em nghe rồi. Thế bây giờ nghe con nào nó cũng giống con nào. Đấy, cái tai bây giờ kiểu như là nó nghe quá nhiều rồi. Đấy. Thế là nhiều khi các bác bảo là nó còn bị ù luôn ấy. Chứ không phải là
là hay không hay đâu. Còn nói thật các là đã nói đến hàng của Nhật thì con nào cũng hay, đã nói đến hàng bãi của Nhật thì con nào cũng hay đấy, nó còn hay ở mức độ nào thôi, mà hay ở mức độ là tiền bao nhiêu và tiền như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ con 2 triệu thì hay ở mức 2 triệu, con 1 triệu thì hay ở mức 1 triệu, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nếu mà đấy là so với cả hàng bãi thôi, còn nếu mà một con hàng này, ví dụ như con này nhá, mà so với cả một con noi vi tính nhá, thì con noi vi tính ít nhất cũng phải tầm khoảng 5 đến 7 triệu thì mới có cửa so với con này được. Mặc dù con này thì cặp này chỉ có bao nhiêu ạ? Cặp này hôm nay thì em khuyến mại quá có 1 triệu 350 thôi, còn giá gốc của nó là 1 triệu 6. Đấy, mà hôm nay em khuyến mại chỉ có 1 350 thôi. Đấy, nhưng 1 350 lại ăn đứt những con noi vi tính tầm khoảng 4 đến 5 triệu. Thứ nhất là về mặt hình thức nhìn nó sẽ khôn hơn nhiều. Các bạn nhìn con loa thấy nó khôn hơn không? Nhìn nó thông minh hơn không? Chắc chắn là nhìn cái loa này nó vỏ gỗ là nhìn nó phải thông minh hơn rồi. Còn những con loa kiểu vi tính thì không phải là chê bai gì đâu, nhưng mà nhìn nó dại lắm. Nó vỏ nhựa các bạn. Nhìn nó rất là dại. Đấy. Mà chất bát đánh nó không được sâu, mà đánh một thời gian là sau này nghe tiếng bát nó loãng, đẹp, nó nghe nó không được như ban đầu. Nó chỉ được khoảng 5 hoặc là chưa được 5 mấy tháng là nghe nó chán ngay rồi. Còn loa này thì nghe thoải mái, trừ khi các bác gọi là làm nó cháy thôi, chứ còn nếu mà để mà nghe mà tầm tầm mà nghe thì em thật quá là nghe vô biên. Hàng của Nhật mà nghe nó sướng như vậy đấy. Còn cái thông hơi, thế tại sao mà đặt ở dưới này thì con này thì nó bắt chước theo kiểu những đời chín các bác, đời chín thì nếu mà mình nghe mà cảm nhận, tức là nghe để cảm nhận nhé, thì nó sẽ có một chút hơi gì đó trầm trầm đấy, thì khách hàng em cũng đã đánh giá là rất là tốt. Con này là cái điểm cộng ở cái phần phần thông hơi này, nó giúp cho người nghe cảm nhận có một chút gì đấy, tiếng bát nó sâu ấy, khi nó đánh thì nó cảm giác như nó có một chút trầm, nghe nó rất là sướng đấy. Còn những con mà thông hơi ở đây hoặc thông hơi phía sau thì nó là bình thường đấy. Còn những con này nó học theo đời đàn anh của nó, đời chín đấy, thiết kế khi bát nó đánh tiếng ấy nó sẽ dao động xuống mà nghe nó rất là hay, nó có một chút gì đấy, nghe tiếng bát mà nó sẽ trầm trầm, nghe nó rất là hay đấy. Nhiều khi mình dùng những cặp này thì nếu mà bác nào mà nghe tầm vừa vừa thì nó nhiều khi không cần phải trầm đấy. Thì đấy là những cái gì mà nó tinh túy và nó tốt thì người ta sẽ tích hợp hết vào con này rồi. Còn tép của nó là dòng tép dòng chép đom nhá, chép đom đấy. Có bác gọi đây là mũi khế, có bác gọi là tên lửa, nhưng mà chung quy lại thì nó vẫn là con chép đom thôi. Vâng, đấy thì hình thức thì các bác nhìn qua rồi, giá thì em báo rồi. Đấy là em khuyến mại, đang khuyến mại là ngày hôm nay ngày nghỉ lễ thì khuyến mại cho các bác là còn 1 triệu 350 nghìn nhá. Đấy, giá là 1 triệu 350 nghìn. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng gọi cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Vâng, em kích thước thì con này là cao 29 các bác nhá, cao 29, rộng 16.5, sâu là 23.5. Đấy, vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.